Hello, welcome back. Chào mừng quay trở lại với English for Vietnamese 101. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cách để các bạn có thể duy trì được động lực. Có nhiều cách và mỗi người thì sẽ phù hợp với một cách khác nhau, nhưng mà đây là cách mình đang sử dụng trong tất cả những kế hoạch dài hạn của mình. Vì sao mình lại làm video này trước khi mà bắt đầu các bài học? Theo mình không phải do bạn kém hay là phương pháp học của bạn không tốt, mà lý do lớn nhất làm cho bạn không thể học được tiếng Anh đó là bạn thiếu kiên trì và hay bỏ cuộc giữa chừng. Thông thường thì mình học chỉ được khoảng 2 đến 3 tháng thôi là mình lại bỏ rồi. Bây giờ các bạn chuẩn bị một tờ giấy trắng và một cây bút viết. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm từng bước một. Trước tiên thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn các cấp độ của người học tiếng Anh. Theo chuẩn châu Âu thì sẽ được chia làm 7 cấp. Đó là từ A0 đến C2, trong đó C2 là cấp cao nhất, gần như là người bản xứ. Hiện tại thì mình có IELTS 7.5 thì nó ở khoảng này, tức là ở khoảng cuối C1 và chưa đến C2. Thông thường thì người học tiếng Anh sẽ hướng tới mốc B2 này, tức là nó tương đương với khoảng IELTS 6 chấm đến 6.5. Vì sao lại như thế? Tại vì ở mốc B2 này bạn có thể giao tiếp trôi chảy ở tất cả các tình huống trong cuộc sống hàng ngày, không kể những cuộc nói chuyện sâu về các chuyên ngành như là y học hay là xây dựng hay là kinh tế. Nó không quá sâu nhưng mà bạn hoàn toàn có thể giao tiếp bình thường mà không gặp trở ngại về việc hiểu hay là thể hiện cái ý kiến của mình. Và thêm một điều nữa là ở mốc B2 này thì gần như là người học sẽ không bị quên kiến thức nữa, cho dù bạn có mất một vài tháng đến một năm bạn không sử dụng tiếng Anh liên tục nữa thì bạn vẫn sẽ không bị quên. Các bạn muốn hiểu rõ hơn về các cấp độ này thì mình sẽ để một cái link video ở bên dưới, các bạn có thể vào đấy tham khảo xem là ở mỗi cấp độ thì người học người ta sẽ nói được cái gì. Còn đây sẽ là một cái bảng mà của trường đại học Cambridge, người ta tính toán cái thời gian học trung bình để từ một người mà không biết gì về tiếng Anh có thể lên từng từng cấp độ một. Ví dụ bạn đang là một người không biết gì, hoàn toàn không biết gì về tiếng Anh thì bạn sẽ mất khoảng 100 giờ học có hướng dẫn, tức là bạn phải được người giáo viên dạy tiếng Anh hướng dẫn mình học thì mất khoảng 100 giờ bạn sẽ lên được A1. Đấy, từ 0 lên đến A2 thì bạn mất khoảng 200 giờ. Từ 0 lên B1 thì bạn có thể mất đến 400 giờ và đến B2 thì mất khoảng 600 giờ. Giả sử bây giờ bạn muốn từ cấp độ 0 lên cấp độ B2, mỗi ngày bạn học 1 tiếng thì mất khoảng đâu đó khoảng 2 năm thì bạn sẽ lên được cái mốc này. Đó là trong trường hợp có người hướng dẫn. Còn nếu mà không có người hướng dẫn thì thường là cái thời gian nó sẽ lâu hơn. Từ cái bảng này để mình hiểu được một điều là tiếng Anh nó là một quá trình rất là dài. Bạn không thể học ở ngoài kia, trung tâm tiếng Anh người ta bảo trong 6 tháng 1 năm bạn có thể giao tiếp trôi chảy, hoàn toàn có thể được. Nhưng mà bạn phải bỏ ra một ngày bao nhiêu tiếng, 2, 3 hay 4 tiếng thì mới có thể đạt được cái đấy. Ok, bây giờ sẽ đi vào phần chính của video ngày hôm nay. Đó là làm thế nào để duy trì động lực và tạo thói quen học tiếng Anh hàng ngày. Rồi ở đây bạn có thể thấy cái bảng này mình gọi nó là bảng tuyên ngôn. Tuyên ngôn để mình học tiếng Anh. Ở ngay đầu trang giấy bạn sẽ viết tên. Ví dụ mình ở đây mình viết là tôi học tiếng Anh giao tiếp. Bạn hoàn toàn có thể viết một cái khác hay hơn. Ví dụ hành trình tiếng Anh chẳng hạn. Đấy, tùy các bạn nhé. Và mình có thể vẽ một vài cái icon hay ho vào đây cho nó hứng khởi, tạo động lực cho mình. Mục tiếp theo này, đó là mục đích dài hạn. Hôm trước mình nói rồi, trước khi làm bất kỳ một điều gì phải có mục đích đúng không? Thì hôm nay mục đích dài hạn của mình bạn ghi vào đây ngắn gọn thôi. Ví dụ ở đây mình có thể ghi là tôi học tiếng Anh để dạy cho con mình học tại nhà. Có nghĩa là gì? Bản thân mình học tiếng Anh, đây cũng là một trong số những lý do mà mình học tiếng Anh và học thêm một vài ngoại ngữ nữa là mình không muốn cho con mình sau này phải đi đến trung tâm tiếng Anh. Đơn giản thế thôi. Còn tùy bạn, lý do, mục đích là vì đi du học hay định cư ở nước ngoài hay là phục vụ cho công việc thì đấy là tùy bạn. Ok. Rồi sau khi đã xác định mục đích rõ ràng rồi thì tiếp theo đó là mục tiêu. Mục tiêu là gì? Mục tiêu là cái mà mình có thể đếm được, có thể đo lường được, đúng không? Và đây mình sẽ cho các bạn mục tiêu đầu tiên, mục tiêu số 1, nó ngắn hạn thôi, là 1 năm. Trong vòng 1 năm, tôi sẽ giao tiếp cơ bản trong các tình huống hàng ngày, một phần liên quan đến công việc
tức là nó sẽ tương đương ở cấp độ A2. Thì vừa nãy mình có cho xem các bạn xem cái bảng kia rồi. Đó là gì? Mất khoảng 200 giờ để bạn từ không biết gì lên đến A2. Đấy, thì ví dụ trong một năm nhá, nó có 365 ngày đúng không? Mình cho là bạn có thể học khoảng 300 ngày đi. Nhớ một ngày các bạn học 1 tiếng thì mình có thể được 300 giờ, thì nó cái khoảng thời gian đấy nó đủ để cho bạn có thể lên được cấp độ A2. Tức là mình giao tiếp cơ bản hàng ngày, có thể giao tiếp một phần liên quan đến công việc. Đấy. Thì cái này các bạn có thể để theo mình cũng được, không sao cả. Nhưng mà cái mục đích trên cùng này phải là của bạn. Tiếp theo đó là deadline, ngày đạt được đúng không? Bạn phải có thời gian cụ thể xem là ngày nào đấy để mình đạt được cái mục tiêu A2 này. Thì bạn có thể để là cách đây là sau này một năm, ví dụ ngày hôm nay là ngày 25 hay là ngày 20 chẳng hạn. Thì bạn để vào đây là ngày 20 tháng 10 năm 2023. Sau đây một năm, đúng không? Phải ghi rõ ràng ngày ra. Tiếp theo, bạn sẽ phải đánh đổi và trả giá điều gì. Hiện tại thời gian bây giờ các bạn dành cho giải trí, dành cho mạng xã hội, thì bây giờ các bạn phải đánh đổi cái khoảng thời gian đấy để mình học tiếng Anh hay là làm gì đấy có ích hơn. Thì mình có thể ghi vào đây là tôi sẽ giảm thời gian sử dụng mạng xã hội trong ngày, các cuộc gặp gỡ bạn bè để dành thời gian cho việc học tiếng Anh. Ghi ra đây, nhưng mà mình phải làm được nhá, phải học nhá. Ghi là nói giảm thời gian sử dụng mạng xã hội từ 1 tiếng xuống còn 15 phút, nhưng mà lại vẫn sử dụng 1 tiếng xong rồi không học, thì như thế không được rồi. Thì bạn có thể ghi như thế này hoặc ghi theo như thế nào đấy, tùy bạn. Mình phải đánh đổi, mình phải trả giá cái gì để bỏ thời gian ra cho việc học tiếng Anh. Cái này nó là đương nhiên thôi, mỗi người một ngày chỉ có 24 tiếng thôi, bạn bắt buộc phải đánh đổi thôi. Tiếp theo, kế hoạch cụ thể đây. Thì ở đây mình để là khoảng 300 giờ học trong vòng 1 năm mà. Mình chỉ, ví dụ một tuần 7 ngày, mình chỉ học 6 ngày thôi. Chủ nhật mình vẫn nghỉ bình thường, không có vấn đề gì hết cả. Hoặc đôi lúc trong quá trình học một tuần, vài tháng đấy, mình có thể một hôm mình gọi là quá chán đi, mình không thể học được nữa, thì mình có thể nghỉ 1 đến 2 ngày. Thì đấy là chuyện bình thường, bản thân mình bây giờ vẫn cũng như thế, mình thường xuyên nghỉ luôn. Khoảng 1-2 tuần thì đấy là mình lại nghỉ 1-2 ngày. Thì ở đây sẽ có các cấp độ như sau này. Ở đây sẽ có 3 cấp độ. Cấp độ đầu tiên là level 0, tức là cấp độ A0 đấy. Thì mình sẽ học phát âm và 200 từ thông dụng, và thời gian học là khoảng 1 tháng. Thì cái này trong các video cụ thể thì mình sẽ hướng dẫn các bạn phần này. Các bạn cái này cứ ghi theo thôi là được. Bắt đầu từ level số 1, A1 lên A2 thì mình sẽ tập trung vào các tình huống giao tiếp hàng ngày, và nó sẽ mất khoảng 10 đến 11 tháng còn lại. Như vậy là các bạn sẽ đủ 1 năm là 12 tháng. Và thời gian biểu tối thiểu nha, các bạn ít nhất một ngày dành cho mình khoảng 30 phút. Tốt nhất là 1 đến 2 tiếng, nhưng mà 30 phút là tối thiểu. Các bạn tùy thôi. Bạn nào làm buổi chiều thì có thể học buổi sáng. Tùy vào lịch vào của mỗi người thôi, có thể học từ 7 giờ đến 7 rưỡi này, buổi trưa lúc mà ăn cơm xong trước khi đi ngủ đấy. Ăn xong mà đi ngủ luôn là không tốt cho sức khỏe đúng không? Thì mình dành khoảng 30 phút để mình học. Sau đấy mình mới nghỉ trưa. Đấy. Hoặc là buổi tối, bạn nào mà đi làm cả ngày rồi thì buổi tối về dành khoảng 30 phút, 1 tiếng gì đấy. Học từ 9 giờ đến 9 rưỡi hoặc là 9 rưỡi 10 giờ chẳng hạn, tùy. Đúng không? Các bạn có thể chia nhỏ nhá. Ví dụ muốn học một ngày 1 tiếng chẳng hạn thì buổi sáng mình học 30 phút, buổi chiều mình học 30 phút chẳng hạn. Ví dụ thế. Hoặc là mình có thể chia nhỏ hơn nữa ra, 15 phút. Đấy. Hoàn toàn các bạn có thể làm được mà. Rồi, phần này sẽ là phần quan trọng nhất này. Sau khi mà đã có tất cả những mục này thì ở đây sẽ là phần quan trọng nhất này. Đây gọi là tuyên ngôn. Rồi. Mục đầu tiên này. Ngày, tháng, năm tôi đang đứng cạnh một ai đó. Ví dụ chỗ này các bạn có thể là ngày trên đây, ngày 20 tháng 10 năm 2023 đúng không? Một ngày của tương lai đấy. Tôi đang đứng cạnh. Các bạn tưởng tượng ra một cái người nào đấy, bạn muốn nói chuyện tiếng Anh cùng với người đó. Bạn tưởng tượng bạn muốn nói chuyện Ronaldo cũng được, muốn nói chuyện với Tổng thống Barack Obama cũng được, không sao hết. Một người nào đấy mà bạn thân thuộc với mình và mình muốn nói chuyện với người ta bằng tiếng Anh. Đấy, ghi vào đây. Ghi cụ thể ngày tháng năm và cái người đấy nhá. Bạn phải tưởng tượng được trong đầu là cái người đấy. Rồi, tôi bắt chuyện
Tôi bắt tay trò chuyện bằng tiếng Anh với cái người này nhé, một bằng sự tự tin. Tôi hiểu mọi thứ họ nói và trả lời một cách lưu loát các câu hỏi. Đấy, thì đây là mình đang tưởng tượng cái khung cảnh trong tương lai mà sau khi mà mình đã học được đến A2 rồi thì mình sẽ nói chuyện được như thế này này. Đấy. Tiếp theo này. Thành quả này là nhờ sự cố gắng học hỏi không ngừng hàng ngày của tôi trong suốt một năm qua. Tôi sẵn sàng từ bỏ các thói quen vô bổ như lướt mạng xã hội, xem tivi, tán gẫu bạn bè và dành thời gian đó cho việc học. Đấy, cái này là cái đánh đổi đấy. Cái này là cái kết quả này, cái này là đánh đổi này. Đây là kế hoạch này. Tôi đã lên kế hoạch và thời gian biểu cho việc học của mình. Tôi cam kết dành một tối thiểu một tiếng mỗi ngày để học tiếng Anh dù cho bất kỳ điều gì xảy ra. Cái này là cam kết bạn phải làm được. Nếu không làm được thì kế hoạch này có thể bạn sẽ không đạt được. Phần cuối cùng này, tôi sẽ đọc và ghi âm bài tuyên ngôn này vào điện thoại, nghe nó 2 lần một ngày vào buổi sáng khi thức dậy và tối trước khi đi ngủ. Trong lúc nghe, tôi nhắm mắt, tập trung tâm trí và tôi thấy hình ảnh của mình đang nói chuyện tiếng Anh với cái người ở đầu tiên kia, đúng không? Bạn tưởng tượng ra cái khung cảnh đấy, nó càng thực tế thì bạn càng dễ đạt được kế hoạch, đạt được mục tiêu của mình với ai đấy hiện ra ngay trước mắt mình. Tôi đang giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Các bạn nhớ nhé, mình đang chứ không phải là mình sẽ. Mình tưởng tượng là mình đã đạt được nó rồi. Đấy. Thì đây là cách mà mình duy trì động lực. Và lưu ý này, bạn nên làm một cái tờ như thế này. Mình sẽ gửi cái bảng Excel này cho bạn. Nếu bạn cần, mình sẽ thay vào đây. Đấy. Sửa vào đây, xong đấy bạn in ra, dán vào trước góc học tập nếu bạn là học sinh, hoặc là trước chỗ làm việc ở công ty, hoặc là ở nhà, ở chỗ nào đấy mà bạn dễ thấy hàng ngày, có thể dán trước tủ quần áo cũng được nữa. Đấy, để nhắc nhở là bạn đã có tuyên ngôn này rồi mà mình phải làm. Lưu ý này, đây ở phần dưới này nó, bạn đọc và ghi âm lại có nghĩa là gì? Bạn phải ghi âm lại cái bản tuyên ngôn này này, cái phần này. Đấy, xong rồi mỗi sáng thức dậy bạn bật lên bạn nghe. Mà tối trước khi ngủ bạn bật lên bạn nghe. Nghe và phải tập trung nhắm mắt lại, suy nghĩ, tưởng tượng ra cái khung cảnh mà mình đang nói chuyện với cái người kia. Đấy, càng thực tế càng tốt. Ở đây bạn có thể chế một cái bức hình mình đang đứng cạnh một cái người đó. Cái này chế đơn giản mà, các bạn vào dán hai cái ảnh lên Word xong các bạn in ra là được thôi mà. Ok. Thì đây là cách mà mình tạo mục tiêu, lên kế hoạch và duy trì động lực cho tất cả những kế hoạch dài hạn của mình. Ok, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay các bạn cố gắng làm xong cái bảng này, in ra và dán lên. In hai ba bảng gì đấy, dán ở nhà, ở chỗ làm, tùy bạn. Làm sao để mình thấy nó hàng ngày là được. Nghe nó, thấy nó hàng ngày. Nhớ phải làm cho xong trong ngày hôm nay nhé. Không được trì hoãn đâu, phải làm ngay lập tức. Nếu mà bạn nói để đến ngày mai rồi nó sẽ thành ngày kia và rồi nó sẽ thành không bao giờ cả. Trong video tiếp theo mình sẽ chia sẻ các bạn cách mình tập trung 100% vào khoảng thời gian 1 tiếng mỗi ngày đấy, để mình học làm sao cho nó hiệu quả. Cách để tập trung này mình không chỉ áp dụng trong việc học mà còn có thể áp dụng trong cả công việc ở công ty của mình nữa. Ok, hy vọng được gặp lại các bạn. Bye.